Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Tiếng thơm thanh
Thank you.
suy thời mà phù hồi tình đà mừng vui mong chiếm biết người hiền hiền biết thư nhang thắng nguyện mà tại ta có công cho vấn đầu thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật.
xuất thiên lòng thành họ hoàng con lễ tạ cung thỉnh mời Phật thánh lại đạo đến đời chúng tình mời về nhân tiên tăng phòng chê thắng loạn về cát thôn quê đất phủ dày vân cát thôn quê nghĩa hướng thiên bản nhà lê cải chân thánh giá hồi cung chốn đồi ngang sông sơn phố cát dương một bầu gió mát trăng thanh đề nhị mẫu vương thần nhà ơi đề nhị mẫu vương vốn xưa mẫu ngự xưa đề nề sóc phong xuân thề loan thanh giá trên xương thế có nhà nho sĩ văn tú tài lão nghị là tiên nhờ thúc nguyên trẻ thơ nhờ âm thúc nguyên soi kinh đấu sử hành truyền cõi phàm thành mẫu đệ tăng thịnh nhờ mới thành mẫu đệ tăng xích lân thần nữ đền nở thoải cung A Di Đà Phật chân lương vận khởi xuân thiên thần đệ tử kim hèn tay kim lô phong hoạch các nhân quân tức biến man thập phương tích nhật ra dù biến nạn tiêu tài trước nam mô cũng giảng bồ tát ma tát nam mô cũng giảng bồ tát ma thánh giá hồi cung văn võ quân thần đức thánh trần văn võ quân thần anh linh chắc dám ân cần xét soi kéo quân đi đường đường chính 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 nhớ cơ đội nào nghiêm chỉnh chỉnh nghe trước sau sẽ là thanh giá hồi cùng đời chân thị mở mang nam hải để tam bậc song sói kim bờ chi bao phen sắp mã truy tì khi đi hoa khắc lúc lúc đi phạt sâm thánh gia hồi cùng hoa hải đường thần tiên cô đệ nhất đất hà hương là đất chậm chậm quanh ngọc diệp xanh xanh kim chi ngọc diệp xanh xanh thái sư nhất phẩm xa hồi cùng chân ngài vang công ơn đức thánh sứ linh tử phụng sự cô đôi thiên hạ được như núi cô tối linh nhà thiên hạ được nhờ sớm khuya chầu trực ngây phúc thời khó thank you.
tan giấc quê không ngon lắm mê sức tỉnh đốt đốt đa nhang chậm chậm bờ một đỉnh đỉnh nghi dâng lên là đi quang long nhan thập kỳ siêu vương cô chức nam xuyên đã tích tăng cũng giang kim khung hoàng thân cận thành chúa tiên trung cư vật mặt sơ sưng lên thương lành vật sơ sưng lên vương cô tu đôi chép biên dành dành đồ cho người tự trang sinh thank you.
chim bao phút phút bóng bóng mộng mộng thần xa xa đôi vị phu nhân mơ màng tan sắc sắc quê hồn loạn mê sực tỉnh tỉnh tan giấc giấc quê à hồng loan sực sực tình tốt tốt nhá chầm chầm. Lại lắm xa trong ngày ngày chậm chậm chinh chinh trong vùng ngày cửa đông xe loan thách ra hồi cùng chúc mừng xuân văn ni tam vị chúc mừng tỉnh chú tệ nhất tây thiên ngự về giá ngự tiên cung nguyên xưa tiên chúa giá ngự tiên cung cửa nhạc duyên mẹ ngài dọc vào ra thành xa hồi cùng quy thơ dân văn tiên chúa nguyệt hồ cao sơn bạch nhạc mã hỏi thăm đền chúa thiên ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm tiền chúa nơi nào hỏi thăm ca kép đi vào
xuống ga phố kép đi vào qua chợ Bố Hạ tới đến biển đảo tối linh trước cửa đền miếu cầu lầu cổ sung sung ma quanh nhà đã mọc lô số đường trèo môi son mã phất mỹ đêm đêm tôi bước vào giang sơn chiều lộ mây tăng
sáng soi sắc thủ dương gian, soi cho nam việt soi thủ dương cha, soi cho nam việt Chúa soi về đến đây. Bắt tay tiền múa sông đăng đăng chúa ngũ bộ bài sáng tác là sinh nhi nước lòng lành chúa xoay bóng một mình ý ai tâm thành chúa sẽ cho phép tiền
truyền thụ đặt tên Nguyễn Hữu tin đồn về tới kinh đô ý. Tòa địa linh thiết lập một tòa ngũ phương bản cảnh như chú bà xa hồi cùng lê mẫu bình a đi lê mẫu hòa bình sập hang biếng thắt gạch treo leo thank you.
sống nghĩ là nước chảy gì sao sâu nên đá mọc thấp cao tầng tầng cảnh thanh tân thiều quang soi tỏ chúa thác bờ là tiệt nên nữ giang sinh họ đường áo trắng trắng tay xanh xanh ý à. Tại chúng mới mang
gia, bốn phương ngôi học đều đang thăng ngây. Tam nơ cho tiền tốt đủ dày, tổng lộc cho lắm lắm về đây càng nhiều. Bán cho đồng dại sang nghiêm. Thank you.
truyền phán các quan, ông lớn về truyền phán các quan, tả văn hữu võ lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng. Thiên binh văn mã hằng hà kéo xa lệnh truyền thì đổi bàn cờ. Văn sớ dâng lên thương lại, văn sớ dâng lên nhờ tay quan lớn chép biên dành dành phê cho kỳ thư trang sinh.
phát các quan lúc về truyền phát các quan tả văn níu vò lừa man đáo đàn linh truyền văn võ đuôi hàng chiều say binh mã xa đi ấm mầm cờ vàng cắm giữ trung tâm sai chân trung tâm lá cờ thần sai chân trung tâm cờ xanh ra trận phương đông cõi ngoại nam phương chia kiều đôi hài
nơi ấy non nhân bầu đức chi. Thái tử đề tam mơ vì phương diện mạo lòng nhân khác thường.